Ok rồi anh em. Cảm ơn tất cả anh em đã quay trở lại nhá. À, tôi quay trở lại ở đây anh em. Đó. Thì như hôm qua đấy anh em ạ. Và tôi đã tới được một ngôi làng rồi. Rất là đẹp. Nhưng mà mỗi tội đó là bây giờ tôi bị cái điểm xấu anh em ạ. Đấy. Là bây giờ mà tôi vào làng là nó rất là nguy hiểm anh em ạ. Nó nguy hiểm cho cả tôi và cũng nguy hiểm cho cả những dân làng nữa. Rất là nguy hiểm. Thì bây giờ thì ok anh em ạ, thì bây giờ trước khi mà vào làng để mà đánh với cướp anh em ạ, chúng ta phải đi farm một chút đồ đã, đúng không? Anh em nhìn này, tôi có khác cái thằng cái bang không ạ? Không có kiếm này, đồ ăn thì khá là nghèo nàn đúng không? Đó, phải đi farm đồ đã anh em ạ. Hôm qua tôi đã xây được một cái rương để ở đây rồi, đó, rương này để mình để đồ đấy. Đó, để đồ lung tung. Ok anh em ạ, thì trước khi vào video thì anh em hãy like và subscribe tôi với nhá. Free ấy, nhưng mà nó rất là meaningful đối với tôi anh em ạ. Yêu anh em rất là nhiều. Ok anh em ạ, thì đầu tiên là chúng ta phải đi đào một chút đá. Có đá anh em ạ. Cuốc này của tôi sắp hỏng rồi anh em ạ. Cuốc sắt sắp hỏng rồi, tôi ăn dùng ấy trước. Dùng cuốc đá đi, dùng cuốc đá đào. Đó. Chúng ta phải dùng tạm đồ đá anh em ạ, tại vì tôi không có bạc rồi. Ít ra mình có phải có thanh kiếm đá chứ đúng không? Thôi tất cả là mình phải cần có lò nung anh em ạ, để mình nung cái số thịt cừu của mình lên ấy. Đấy, chả lẽ ăn sống đúng không, củng cố đồ ăn và dụng cụ đấy anh em ạ. Bây giờ mà tìm bằng than thì tốt nhỉ. À có than này, có than này, ngon quá. Ui có nhiều than nhỉ. Được 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 quá rồi, tốt rồi. Thế là mình không sợ bị thiếu đồ nung rồi, ngon quá. Ok. Đấy. Bằng này được ở đây các bạn, bởi vì là mình không cần phải có nhiều than lắm đâu. Mình cần đủ số lượng để mình nung được đồ là được rồi. Bao nhiêu vậy? 11 cái tôi nghĩ là đủ rồi đấy nhỉ. Ai ủa còn nhiều quá nhỉ, được đấy. Rồi hết được vào đây mình lấy anh em ạ. Ủa có đồng luôn này. Ok. Đây sẽ là cái base tạm thời của tôi anh em nhá. Là làm cái ấy này. Đồ nung. Rồi. Xong rồi nung thịt cừu rồi. Ok anh em ạ, trong lúc mà nó nung thì tôi sẽ phải đi rồi tôi. À đúng rồi đúng rồi, tôi phải làm cái ấy chứ. Thanh kiếm nữa. Thanh kiếm là làm cái này đúng không? Đúng rồi. Cầm cái ống nhòm nó nhìn nó có gì vui không anh em ạ. Ủa đẹp nhỉ. Ui, xanh đẹp thế. Được cái nhở, đẹp thật. Thì tôi nghĩ là chúng ta phải sống sót qua một đêm đã anh em ạ, bởi vì tôi muốn có cung tên anh em ạ, nên là tôi muốn giết nhện. Tôi nghĩ là tôi sẽ đêm nay tôi sẽ không ngủ đâu. Thực ra mình muốn ngủ thì tôi có đủ lông cừu mà đúng không? Tôi nhớ là tôi có 3 lông cừu, như vậy là mình cũng đủ làm đấy. Kệ đi, tôi đi tôi farm một tí đồ nào. Farm một tí đồ ăn. Lợn hồng thế, lợn hồng thế. Có nhẹ đá chứ, ủa. Từ từ nào, từ từ nào. Từ từ. Từ từ, từ từ. Ôi, chết rồi. Bao nhiêu một à? Ở nhà tôi, ở cái hòm của tôi là tôi có mỗi một cái. Như vậy cũng chưa đủ nhỉ. Mình cần thêm một cái nữa anh em ạ. Lợn có nặng nhẹ đâu. Cừu này. Tôi cho con cừu đen đen mà tôi cứ tưởng là con nhện anh em ạ. Tôi thử farm tí thịt đấy các bạn. Có cừu kìa. Đông nhỉ. Đúng là thảo nguyên nó khác anh em ạ. Ui 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 rồi. Rồi. Ui con creeper kìa. Tránh là... Ủa rồi. Không có địa hình rồi anh em ạ. Rồi. Tôi nhìn có nhẹ nào không nào. Ủa rồi. Ở kia có 2 con Enderman anh em ạ. Tốt nhất là mình cứ tránh xa của nó ra anh em ạ. Không có dây dưa đâu. À có nhẹ này đúng không? Tôi nhìn thấy có nhẹ trên rồi đúng không? Ủa rồi Ripper. Ủa rồi Ripper.
Chết ngay đi, sao mà nổ được với tôi. Tôi phải nói thật với anh em là hiện tại là hình như là tôi đang hơi bị ốm hay sao anh em ạ. Tôi cảm thấy cái lưỡi của tôi nó hơi đau đau. Thì là do trước là tôi ăn cơm ấy, chẳng may tôi cắn mạnh quá, cắn nó phát vào lưỡi anh ạ, thốn ghê. Tức là kiểu là bây giờ cái lưỡi đau đau, nhưng bây giờ tôi nói thì nó cũng khó anh em ạ. Tôi riêng anh em nhá, em thông cảm với tôi nhá. Tôi không có gọi là nói nhiều như bình thường lắm. Bởi vì là nó cứ mỗi lần tôi nói là kiểu là tôi cứ sợ là tôi lại cắn vào lưỡi, rất là đau. Sao đau đấy? Nó có thằng nào nó bắn thôi à? Nó bắn máu liên tục luôn. Nó còn không rơi ra, ra mạng nhện nữa anh em ạ. Ồ, chín thịt lợn này ngon chưa này? Chết đi, chết đi, chết đi. À, hóa ra cái tấn công đó là đòn tấn công chí mạng anh em ạ. Anh em nhìn góc bên phải ấy, nó hiện là đòn tấn công chí mạng. Bắn gì? Ủa, tôi đau thế. Đau quá anh em, từ từ tôi chạy về tôi hồi máu đã. Tranh thủ farm thêm tí anh em. Nhưng mà mình vẫn chưa được đủ thêm thêm một cái dây tơ ấy nhở. Ủa Ripper, ui rồi ôi. Kiện của tôi cũng sắp hỏng rồi. Kiện của tôi còn bao nhiêu ta? Còn một nửa, còn một nửa. Để coi lấy đồ ăn đã ăn tí anh em ạ. Cho đồ vào nung này. Rồi. Chắc là tôi nên làm cái giường để tôi đi ngủ cái anh em ạ. Ok. Đây rồi, may quá tiện có gỗ luôn rồi. Đấy, ấm cúng anh em ạ. Đấy, nhà mới. Rồi. Ok, sáng rồi. Không tìm được nhẹ nhỉ. Chưa làm được cái ấy nữa. Ok. Để tôi đi giết skeleton anh em, biết đâu may mắn skeleton rơi ra cái bầu đấy. Rơi ra cái cung ấy. Nhưng mà skeleton mà nó ở dưới nước thì nó nguy hiểm lắm anh em ạ. Ủa rồi đấy. Thì vì là mình bị chậm đi mà. Hai con này. Đâu rồi? Ôi. Rồi. Thì tiếng là chết đuối anh em ạ. Ok. Chưa có đồ ăn rồi giờ cũng chả sợ lắm. Để. Nó rơi ra cái bầu, nó không rơi ra cái bầu anh em ạ. Không rơi ra cái bầu rồi. Không rơi ra cái bầu à? Thôi. Đồ ăn này, ái chà thịt cừu nhiều nhờ. Rồi rồi rồi. Đợi tí, tranh thủ tôi nướng tí nhờ. Tranh thủ tôi nướng tí để tôi nhòm thử xem xung quanh đây còn con gì không. Có ngựa thì cũng chả được cái gì lắm nhỉ. Đấy, cho thịt vào cho nướng nốt này. Rồi. Ok, anh ạ, tôi nghĩ là này đủ ở đây anh ạ. Chắc là mình cũng gọi là đủ để đi vào trong làng rồi chơi với bọn cướp ở đây anh ạ. Đây là lần đầu tiên mà tôi đánh bọn cướp anh em nhỉ. Không biết là nó đáng sợ không. Mong là nó dễ thở anh em ạ. Túi mực ái chà. Còn gì cất từ nó không? Cuốc đá. Không cần cái cuốc ở đâu đúng không? Tôi nghĩ là cầm cái này được rồi đấy nhỉ. Hay chắc được đấy. Tôi làm thêm một cái nữa. Tôi làm thêm tôi nghĩ là mình cần thêm một cái kiếm nữa anh em ạ. Mình cần thêm một cái kiếm nữa. Chín rồi. Thôi. Tôi đổi ý rồi anh em ạ, tôi đổi ý rồi. Làm rìu tôi bổ vào đầu mấy anh cướp anh em ạ. À, khá là. Ok anh em ạ, tự nhiên là chúng ta sẵn sàng có thể chúng ta đi vào làng, chúng ta chiến thử thôi anh em ạ. À, đi thôi. Đi thôi. Tôi mong là nó không có chuyện gì nó tồi tệ xảy ra anh em ạ. Ủa ôi, cuộc xâm lược chứ cha rồi. Vào, đi vào nhà anh ấy. Vào nhà anh ấy. Chết cha rồi anh em ạ. Vào nhà hết nhá.
chú trong nhà nhá. Cướp đâu rồi? Kìa. Ở đây đấy các bạn. Ôi, ba thằng kia các bạn. Bốn thằng. Ôi dồi ôi. Mấy anh đừng có bắn thủ lĩnh mấy anh ơi. Mấy anh làm kiểu gì mà mấy anh cứ bắn thủ lĩnh này. Đây, núp đây các bạn. Đúng rồi, bắn nhau đi. Đúng rồi, bắn cật lực vào. Đúng rồi. Bắn đi. Đẹp quá. Ui dồi ôi. Chết cha rồi anh ạ. Tôi nhận ra khen của tôi sắp hết rồi anh em ạ. Chết cha tôi rồi. Nỏ à? Tôi có nỏ. Chết cha rồi anh em ạ. Tôi sắp hỏng khen rồi, bây giờ sao đó? Còn tôi chơi cạnh anh Golem đi cho an toàn anh em ạ. Bởi vì là anh Golem thì anh khỏe nên là anh sẽ bảo vệ mình anh em ạ. Ơ, gì đấy? Đi vào trong nhà đi các anh ấy, đúng rồi, đi vào trong trốn đi. Thì sao có nước ở đâu rơi xuống nhỉ? Cướp đâu rồi? Qua đây chơi với các anh Golem nào. À kìa, ôi nói kìa. Ủa? Ui dồi. Ui dồi. Ủa từ dưới ngay, chạy ngay. Thằng cầm rìu đấy là nó đánh nó hỏng kênh của mình đấy. Hai thằng luôn. À đúng rồi, thì mình xuống nước thì cho chúng bị chậm anh em ạ. À rồi, chúi rồi, rìu với anh này. Golem muốn xử hết rồi anh em ạ. Bây giờ là còn có một đứa ấy kìa. Có một đứa ở đâu ấy nhỉ? What? Có một đứa nó bị đi lạc hả? À, chết rồi. Anh Golem này rồi, đánh xử luôn rồi. Rồi Golem ơi. Golem sắp hỏng rồi. Có bạc gì không? Có bạc hay gì không? Đây anh em ạ, thì thường là cái nhà đó của cái thằng luyện kim anh em ạ. Là nó sẽ có bạc đấy. Kim cương cái đó. Tôi mong là nó có cái gì đó. Có bạc đi. Còn đồ bạc rồi, không ổn rồi anh em ạ. Nếu mà có đồ bạc thì không sửa được cho anh Golem rồi. Thì phải có cái phôi bạc cơ. Ủa ôi. Ui dồi. Ôi chạy. Ủa ôi, cái con gì quất đấy em, cái con gì đấy? Cái đấy là con gì đấy? Mày. Ủa ôi. Ôi. Ôi dồi ôi. Con gì to vậy anh em ơi? What the? Mình có cưới được con này không anh em? Này này, tôi sẽ xử nó cho anh em xem anh em ạ. Ôi từ từ xa tao. Trời ơi. À thông minh à. Chạy đường vòng này. Mày chạy đường vòng này. qua đây. Rồi ôi. Mày chạy đường vòng này. Mày chạy đường vòng với ai? Thông minh với ai? Tôi hết công rồi. Ôi trời ơi. À đây các bạn. À bị kẹt rồi à. Bị kẹt rồi à? Ấy. Chấm cái đầu nó anh ạ. Chấm cái đầu này. Thông minh với ai? Ủa ôi. Tôi đau đấy. Ôi trời. Đi vào trong nước đi bạn. Xuống đây. Ôi dồi ôi. Ôi. Đau quá. Ôi. Hết công rồi.
Từ từ các bạn, ăn đã. Để tôi nghĩ thử xem nào. Con này nó phải có cách trị chứ. Nó có các bạn, đây. Để tôi thử cách làm ra. Tôi nhìn thấy trên người nó có cái yên ngựa để mình trèo lên anh em ạ, thì không biết là có được không ta. Ôi trời, ôi. Có bắt dậy. Mày ở đây. Mày ở đây. Ăn cái này các bạn, ăn cái này chứ không chốc nó húc cho cái là lòi rom đấy. Mày cho mày, tao hết tên rồi đấy, chứ không là mày chết rồi đấy. Để tôi thử đập được không? Chưa được à? Ui ơi. Rồi ôi. Mấy thằng lập trình game. Đây là mấy thằng lập trình game nó cố ý đấy anh em ạ. Ba block rồi mà chả hiểu sao con kia nó còn húc được. Đúng là mấy thằng lập trình game anh em ạ. Lập trình quá bất dạy anh em ạ. Mày tránh tha tao ra. Mày đừng có láo. Ui đừng có láo. Cái nước của tôi đâu? Chạy xung quanh cái nước thôi anh em ơi. Mày ra đây. Mày ra đây. Mày đứng vào đấy nó nào. Ủa, từ. Mày này. Mày. Vì sao không trúng nhỉ? Mày, ơ. Tay ngắn đấy. Ôi chết rồi. Nó đây là cái yên ngựa anh em. Ôi được quá nhở. Được. Cũng gọi là cũng khá là xứng đáng với cái công sức mình bỏ ra để mình giết nó đây các bạn. Được quá, có yên ngựa rồi anh em ạ. Số kẻ xâm lược còn có 2 kẻ anh ạ. Tôi về tôi xử tốt 2 thằng. Win chưa? Tôi đã giết hết cấp chưa? Sao cấp đông thế? Sao cấp đông vậy mà người chơi thì lại có mỗi tôi này? Đâu? Hai thằng còn lại đâu? Ra ngay đêm nào? Ở đâu vậy anh em này? Ủa? Rồi ôi từ từ. Ơ? Vì sao bây giờ thì có một thằng nhỉ? Đi vào nhà đi các anh ra này. Vào nhà đi anh ấy. Ơ? Đâu ta? Lạ nhở? Đâu rồi? Ơ? Ơi anh em ơi, nó còn một thằng mà nhở? Xung quanh đây không có à? Lạ nhỉ? Thôi thì cái giường của tôi vứt ở kia rồi. Thôi thì mấy anh ấy thì không biết ở đâu rồi thì đánh một giấc cái nhỉ? Dậy tính tiếp nhỉ? Đấy, rồi thì qua tìm cướp thôi. Đấy, cướp vào nhà thì anh ấy có phải bình tĩnh nhá. Đi ngủ cái sáng dậy tính nhá. Đồ ăn này ngon quá. Anh cướp kia đâu nhỉ? Anh cướp kia đâu? Sao còn một anh thất lạc đâu rồi? Rồi ôi. Em chào anh. Anh đi kiểu gì mà anh bị lạc cả vào chuồng thú thế? Ôi thôi cho anh đừng có bắn nó hỏng khiên đâu bây giờ. Đâu anh rồi? Anh rồi ôi. Đi với trời đứng. Tay ngắn quá không tới các bạn. Đi với trời đứng này. Còn à? Vẫn chưa hết quân xâm lược cơ à? Bọn này tép riu mà cứ thích ra nhiều nhỉ? À, cái này có rau dền này. Cái làng này có rau dền này, ngon quá. Lúc nó mang về. Đâu rồi, quân đâu rồi? Mày qua đây tôi xem nào. Cái mặt mũi nào mà dám cướp làng tôi. À kìa. Ủa ôi. Phục kích từ trên đồi cơ à. Chiến thuật quá nhỉ. Bắn đi. Ủa từ. Bắn đi. Rồi. Ui dồi.
Bắn đi, bắn đi. Ê, ê, ê. Ủa chết sao rồi? Rồi hết kia rồi anh em ạ. Ôi, mày đừng có đuổi, mày đừng có đuổi ra người tao. Mày đừng có đuổi. Ủa, ôi, cái liều nó khỏe lắm anh em ạ. Ôi trời, tới anh ạ, phải rồi vừa đi vừa nhìn anh ạ, ghê quá. Ủa, đau quá rồi, từ anh ạ, ôi từ. Cái liều của nó khỏe lắm, nó bổ tôi một cái, tôi mất nhiều máu lắm. Theo tôi kìa. Chúng mày cứ nhớ mặt tao, từ anh ạ, tôi chạy xa xa tí đã anh em ạ. Tôi hết cung rồi nhỉ, tôi hết tên rồi, Có là cầm rìu không? Không anh em ạ. Có. Bọn cầm rìu cầm cung thôi. Chết rồi. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Thì đi, ôi dồi. À, ok rồi, ok rồi. Tôi mong là anh Golem, anh ấy... anh cố gắng sống sót được ở làng anh em ạ. Vì sao mà trong quân còn nhiều cái này, quân còn nhiều ấy, chắc chắn là anh Golem làng chết rồi anh em ạ, chắc chắn luôn đấy. Bây giờ một mình tôi phải gánh vác à. À, chỉ còn có hai đứa kia, ngon quá. Ở đâu rồi? Ô con quýt, what the hell? Mày làm gì đấy? Nó dậy đây. Ui, nó cũng là quân xâm lược đấy anh em ạ. Ôi, mày đừng có đánh rừng của tao. Thằng mất dậy này. Em cảm ơn anh nhá. Bảo vệ dân của em tuyệt quá. Ui thương cái Golem mình em ạ. Khổ thân anh ấy. Gõ chuông lên anh em ơi, về nhà anh em ơi. Đâu rồi, cướp đâu rồi? Mày phải trả giá. Ở đâu rồi? Nó lại từ trên đồi thế mà. Bọn này có mỗi một cái chiến thuật mà dùng mãi mà không chán à? Ờ. Nó không thấy con thú của nó đâu anh ạ. Phải xử tất cả những thằng đi lẻ trước các bạn. Mày đi lẻ. Mày đi lẻ này. Ủa con thú kìa, ủa. Thằng kia nó ngồi trước con thú luôn anh em ạ. Ấy chà. Chết chào rồi tôi. Chào anh căng ấy các bạn. Tôi không có đây rồi à. Tôi biết rồi. Mày qua đây. Nào chỗ mày ngon, chỗ mày xuống nước. Chơi với tao đi. Rồi ôi bắn đi. Đúng rồi bắn đi. Bắn đi. Tao phải né thế. Cứ bắn đi, cứ đứng bắn thẳng ấy. Bắn đi. Đi. Nào. Ơ. À nó anh em ạ. Hóa ra là thằng nó cưỡi à. Bây giờ có 3 thằng à, đúng rồi, đây. Ủa. Từ anh ạ. Đây anh ạ. Sửa ngày trước thằng này nó bị tách biệt ra này. Mày này. Mày có biết là trong phim kinh dị là luôn phải đi cạnh nhau không hả? Mày tách ra này. Mày tách ra này. Úi giời thú ơi. Ê, thú ngu, ôi ôi thú ngu, nhìn độc bọn chết nhá. Ấy, cứ đứng ở bên bờ mà chơi nhá, rồi ôi, quái nào mà tôi giết mấy đứa, chứ mà nó không rơi ra cái tên của tôi nhở? Rồi, anh làm gì, anh bắn đi, cái gãy ngứa. Tôi thử thú cho anh ạ. Ủa, đau quá nhở? Ui đau anh em ạ, đau. Ui đau quá. Bây giờ có khách không ta? Từ từ anh ạ. Chạy về làng, có gì tôi xử các con ở làng đã anh em ạ. Ủa, vì sao ở làng còn đông thế? Tôi về, tôi giúp các anh xử mấy... Ủa, nó đuổi theo luôn kìa. À, ok. Tôi có trò rồi anh em ạ. Tôi tra rồi, tôi ấn nước nhầm rồi. Đây rồi. Đây rồi anh em ạ. Tôi biết cách xử cái con thú mất dạy rồi. Nào mày qua đây.
qua đây với tao. Nào, mày qua đây. Tao cưng, thích không? Rồi ôi, đây là ma lửa đây, các em để ma tốc độ đây đúng không? Rồi ôi, thích không cưng? Thích không, thích không? Tiếp này, tiếp này. Ơi, nó né được à, thông minh nhở? Lên đây, lên đây. Nào, đây. Vào đây. Rồi ôi. Tao đi vào đây nào. Rồi ôi, ui ôi, chết cháy nha. Ui thật về anh em, ui anh em thấy giết cướp có đơn giản không? Anh em thấy giết cướp nó có đơn giản không? Rồi ôi, tôi thật chứ bọn này riu đẹp riu anh em ạ. Ngựa nhảy. Rồi ôi, ngựa nhìn ngựa ngưỡng mộ anh em ạ. Ấy ngại quá nên phải cúi xuống ăn thế anh em ạ, ngại quá. Đấy kiểu còn nữa à, cuộc xâm lược có lại đầy nữa rồi, lại là cuộc xâm lược mới nữa à? Chẳng lẽ là chúng nó cứ ra liên tục à anh em? Chúng nó có bao giờ kết thúc không anh em? Đánh cái bọn gà này mệt quá anh em ạ. Mày đâu chứ mày, ngon mày ở đây à? Thú ở đâu? Ui dồi ôi, ui chạy nhanh chứ, what the hell? Ui gì đấy? Flash à? What the hell? Cái gì đấy? Thằng này là thằng ở trong trong cái tòa mansion đúng không? Pháp sư đây. Ồ, con tiên, mày là con tiên. Tao vẫn nhớ mày. Ôi, từ từ anh ạ. Thằng cầm rìu là ôi, từ từ các mày. Ôi, đau quá, đau. Ui đau. Nhiều bò nhở. Ấy chà, mày lại đi lẻ à? Mày có biết là AD là không được đi lẻ không hả? Ủa con Vex, ủa rồi. Mày này. Ủa rồi, từ từ anh ạ. Chạy đã. Còn không? Ấy chà, con Vex này đã yếu mà còn láo anh em ạ. Mày đuổi ai? Ủa ôi, Mày lùi à? Chết cay. Trốn sao được anh em. Ôi từ từ. Chạy các mày. Sao mà đánh cục xâm lược khó thế? Sao bọn này nó khỏe vậy, chúng nó cứ ra như nước vậy, làm sao mà trôi chơi được. Áo giáp tôi sắp hỏng hết rồi. Kiếm tôi sắp hỏng rồi các em ạ. Tôi có totem này và tổ trường sinh, cho vào luôn anh em ạ, ngon quá. Tao thì mình có hết giáp rồi mà đúng không? Hết giáp rồi nên là phải thế rồi anh em ạ. Đây anh em ạ, thì tôi có một cách rất là hay để cho anh em farm này. Anh em phải farm được bó bằng cách này rất là hay này. Đó, xong rồi. Mày đứng ở trên này, tao còn có đồ chín chứ. Khôn quá anh ạ. Nó bị cháy xong rồi chạy xuống bên dưới luôn anh ạ. Thì bây giờ tôi không có đồ chín để ăn rồi. Đây anh em ạ, thì anh em có thể có đồ chín để ăn đó bằng cách là anh em có thể làm cho bọn này nó bị lửa. Đó, xong anh em đập vào nó một cái. Đấy là anh em có ấy, bít tết. Bò nhảy. Từ. Tôi mới lấy sữa của bò anh em ạ. Tôi ấy nè, tôi cho bò. Đúng rồi, được lắm. Chết đi rồi, hay quá. Đấy anh em nhá, farm rất là nhanh gọn, nó bằng cái xô lava luôn. Chết đi. Rồi. Đây này các bạn. Ok. Rồi anh em ạ, đấy lại được 9 rồi đấy. Cuộc xâm lược từ từ anh em ạ. Tôi phải đi tìm cái nhà tôi ngủ đấy anh em ạ. Đấy.
Thực ra thường là họ sẽ dùng cái đánh lửa, nhưng mà anh em có thể dùng solar va được mà đúng không? Tùy cơ biết nhỉ. Ôi Ripper, ôi ôi, tôi nhìn thấy Ripper mà tôi còn sợ hơn cả tôi nhìn thấy cướp anh em ạ. Ngủ rồi, ui rồi đau cả tim anh em ạ. Rồi 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 rồi, ra rồi nào. Ủa mày đừng, ôi mày các bạn, mày quá, nó nổ pha đấy là hỏng, là hỏng cả nhà cả cửa của tôi đấy. Đau quá, tôi mất cả ba tim luôn kìa. Ôi ong Bi, chào em Bi ơi. À ủa, nó đuổi tôi à? Mày đuổi theo tao à? Mày đuổi. Ui dồi ôi. Ok các bạn, tôi đang cố gắng để tìm nốt những cái thằng quân phiến loạn còn lại đây anh em ạ. Ái chà, bọn này lộng hành quá nhở. Ờ, anh đứng trên mái nhà thì anh anh đứng đấy làm anh thích đứng bên dưới à? Anh đợi tí nhá, anh đợi tí. Anh đợi tí. Rồi ôi, anh đứng bên dưới anh hứng cái gì? Có cái gì mà anh hứng? Ôi chết cha rồi, cái làng của tôi, đừng có cháy làng đấy. Nhanh nhanh hết lava đi anh em ạ, đừng có cháy làng đấy. Ủa làng của tôi, tôi dẹp cái làng anh em ạ. Ủa mày quá. Ok các bạn, mày không cháy anh ạ. Trời, anh đừng có rút rìu ra kìa. Ôi đôi, tôi đặt nhầm rồi, tôi đặt nhầm rồi. Ôi từ. Rồi ôi, sao anh qua đây, đi qua đây. Rồi ôi, dắt mũi bọn nó như dắt mũi trâu anh em ạ. Còn một anh nữa đâu, làm gì đấy anh, đi sang chấn tâm lý rồi à? Đi sang chấn tâm lý rồi à? Rồi ôi, rồi ôi, xuống đây anh, người hùng của ngôi làng anh em ạ. Easy game anh em ạ, thật đấy. Ôi chết cha rồi, ôi cái chỗ này lại đi cái gì đấy, lại đi làng của tôi. Ôi dừng. Ok anh em ạ, ok, làng vẫn an toàn anh em ạ. Rồi ôi, achievement ngay. Ơ cái gì nhỉ, lag à? À lag anh em ạ, lag. Tôi đã múc cái xô lên rồi nhưng mà nó vẫn bị lag anh em ạ. Ở đâu, tôi đâu có bật wiki đâu đúng không? Đúng rồi, người hùng của ngôi làng này, tôi cho anh em xem cái này này. Phòng thủ ngôi làng khỏi một cuộc xâm lược thành công. Rồi ôi, rồi ôi các bạn. Đấy anh em nhá, cầm kiếm đá nhá, cầm kiếm đá mà đánh chết cướp luôn nhá, ghê không? Theo theo như tôi được biết đấy thì đó là nếu mà mình mà có cái làng của tôi, chết cha rồi. Đừng có cháy. Ôi mốc. Đừng có cháy. Trời ơi, cái quái nào mà tôi thấy tôi có vẻ là tôi có vẻ không giống anh hùng của làng lắm anh em ạ. Dập lửa anh em ơi. Ôi chà. Bảo vệ làng khỏi bọn cướp xong bắt đầu đốt làng luôn anh em ạ. Rồi ôi, căn nhà kiểu gì này. Ok anh em ạ, thì thực ra thì cái này là kiểu nhà kiểu mới anh em nhá. Đây là kiểu nhà kiểu hiện đại anh em ạ. Thì hiện đại thì người ta thường xây cái này kiểu trông nó độc dị ấy, trông nó lạ. Giới trẻ nó cực kỳ trộm cái kiểu nhà này anh em nhá. À, rất là đẹp. Đấy, cực kỳ đẹp anh em ạ. Ok anh em. À,
Thì theo tôi được biết ấy, đó là nếu mà mình mà được cái gọi là người hùng của ngôi làng ấy anh ạ, thì chúng ta có thể đi trao đổi đồ, đi mua đồ với một cái giá mà cực kỳ được giảm giá luôn anh em ạ. Tôi lấy mất một cục lava của cái thì đầu tiên là tôi cần phải đổi một chút đồ ở trong này đã anh em ạ. À, mới nhỉ. Yeah. Ai à, con ngay. Cắt 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 à à ok các bạn à, xong bây giờ chúng ta sẽ cùng đi gặp thử một vài anh dân làng nào. Trong làng này còn dân làng chứ, đừng bảo là các anh cướp là các anh giết hết rồi đúng không, chắc là không còn, chắc là không có chuyện đấy đâu anh ạ, vẫn còn chứ các anh dân này. Hòa bình rồi, hòa bình rồi các anh ấy. Đi qua đây các anh dân này, có anh nào trong này không? À đấy, tôi nghe có tiếng có anh dân kêu đấy, mà tôi không thấy anh cái đâu. Ấy 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 ấy, đúng rồi, đi lên nào. Đâu rồi anh, đâu nào anh chỗ này đấy. À đấy chị, anh em phải thấy này, từ 10 quả cầu đất sét là mình có thể giảm xuống còn 7 đấy. Bây giờ mình chỉ cần 7 quả là mình được một 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 ngọc rồi, cũng được giảm giá đấy chứ đúng không? Hả? Còn anh dân làng nào không? Trong làng nó hết sạch rồi. Hình như là các anh ấy bị cướp giết hết rồi anh em ạ. Khổ thân các anh ấy, đau lòng anh em ạ, đau lòng. Ok anh em ạ, thì hôm nay là tới đây thôi anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ chạy về nhà anh ạ, bởi vì tôi thật là cái chuyến đi này của tôi ấy, là mục đích của tôi là tôi muốn tìm được một cái ngôi làng ở gần cái chỗ nhà của tôi ấy, để tôi có thể đưa được những anh dân làng về cái chỗ base của tôi anh em ạ. Nhưng mà mỗi tội đó là cái làng nó xa quá anh em ạ. Đây này, cái vị trí đấy, đấy nó như hôm qua các bạn nhìn thấy cái vị trí nó rất là xa đây này. Đây anh em nhìn kìa. Âm 700 bao nhiêu và âm 300 luôn, nó rất là xa. Nên là bây giờ mà mình đưa các anh dân làng từ đây về thì mình dùng tàu hỏa đưa các anh về luôn đấy các bạn, nó quá là quá gian nan. Vậy nên là tôi nghĩ là chúng ta sẽ không đưa những anh ở đây về, chúng ta sẽ quay trở về nhà anh ạ, và chúng ta sẽ có dân làng ở nhà các bạn ạ, bằng cách của nó ta có dân làng ở nhà để chữa trị cho zombie dân làng chẳng hạn. À, đầu tiên tôi dọn tí đồ anh em ạ. Ok anh em nhá, tạm biệt tới đây thôi anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em.